Hello cả nhà tiệm mèo Sen. Cả nhà tiệm mèo ơi, hôm nay chúng mình về một bé mèo anh lông ngắn màu tabby brown rất là đẹp nè mọi người nè. Một em mèo mắt to tròn, mép dày, mũm mĩm và đáng yêu. Ôi, chạy chăm em tốt quá là tốt cơ. Xinh xắn, nhỏ nhắn và cute. Trộm vía rất là ngoan và lanh lợi mọi người ạ. Em mới về nhà mới nhưng mà không hề lạ nhà một chút nào đâu. Ôi, mặt xinh ghê, cưng ghê cơ. Mọi nhìn thấy yêu không ạ? Trời ơi, đẹp mũm, lông rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nhìn cái mặt ghét đấy, chỉ muốn ẵm về thôi. Mọi người thấy cưng chưa? 2 triệu rưỡi nha mọi người nha. 2 triệu rưỡi là mua ngay được một bé mèo anh lông ngắn màu tabby brown ở tiệm mèo Sen. Đây là mèo anh lông ngắn thuần chủng nha các bạn nha. Ôi, mặt rất là nọng luôn, mới có hơn 2 tháng rồi mặt nọng rồi, má bánh bao, chân thì to như chân gấu này mọi người nè, chân búp măng nè, em xinh chưa? Ôi cưng quá. Các bạn mà muốn đón bé mèo về thì liên hệ ngay với tiệm chúng mình nha, bởi vì những em mèo thuần chủng đẹp và giá rẻ như này sẽ rất là nhanh có nhà mới. Ôi trời, yêu quá. Các bạn ơi, liên hệ ngay với tụi chúng mình để dẫn bé về nha. Mình kết thúc video của bé đây. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye mọi người. Ôi cưng ghê là cưng cơ.